Đây. Đây, cái phần này chuẩn bị sắp đem giao luôn nè cả nhà, sắp đem giao cho khách đặt mà ha. Rồi đây là chè bà ba, chè bánh canh đường thốt nốt nha cả nhà. Đó, đây là chè thân nha. Đây là chè thân, còn ở đây là cái chè đặc biệt của nhà Thoa là chè bà ba bánh xếp nha cả nhà. Đó, chè bà ba bánh xếp. Rồi, Thoa có trôi nước nha, lâu quá Thoa không có làm trôi nước nhưng mà bữa nay là rảnh rỗi nên làm thêm trôi nước. Trôi nước này đủ màu nè cả nhà. Đó, trôi nước ngũ sắc nè cả nhà. Trôi nước ngũ sắc. Đó. À, ai có ăn đặt chè mà cúng hay này kia nọ gì thì đặt trước Thoa nha. Đặt trước Thoa, Thoa sẽ làm cái chè. Nói chung là trôi nước cực lắm cả nhà. Đó. Đó. À, một viên trôi nước như vậy á là Thoa bán một viên như vậy á là 12.000 một viên á cả nhà. 12.000 viên trôi nước vậy nha cả nhà đó. Rồi đây là ỷ nè cả nhà đó, ngũ sắc nha. Đó, cái đậu xanh này là để mình ăn ăn chung với cái chè bà ba này nè cả nhà đó. Nước cốt dừa nha cả nhà đó, nước cốt dừa. Đó. Đó. Khách đặt thì Thoa nấu, khách đặt chè bánh canh thôi. Với là chè bà ba thôi. Nhưng mà Thoa nấu thêm hai cái loại chè này nữa. Nấu thêm hai cái loại chè này nữa để quảng cáo luôn. Quảng cáo luôn để mai mốt có ai đặt trước nha. Thoa nói trước là chè Thoa không có nấu mỗi ngày được cả nhà, phải đặt trước và số lượng. Số lượng thì Thoa mới làm luôn á cả nhà, mới làm nha cả nhà, tại vì cái công á, chè cái công nó cực dữ lắm cả nhà, rất là cực nha cả nhà đó. Rồi. Rồi, ai tới ăn bánh xèo thì sẽ ăn chè luôn nha. Cảm ơn Ngọc Anh Trần nha, cảm ơn. Rồi, cảm ơn gia đình rất là nhiều. Hello em yêu. Hello em ăn tiên. Hello em yêu. Đó, chè nè cả nhà. Trời ơi, giỏi gì đâu thì chị hồi nhỏ chị phái chơi bài chòi lắm, chơi bài chòi nên chị hả biết chút chút vậy đó. Nhìn thèm quá chị ơi vậy hả Văn Tiên. Thương không? Thèm quá hả em. Rồi, em về đi chị nấu cho em ăn nha. Rồi, đây là chè thân nè, đó, chè này là chè thân nha cả nhà đó, chè thân. Nhìn thèm quá thương không? Rồi, đây là chè bánh canh nè cả nhà, bánh canh miền Tây của mình á, cả nhà bánh canh đường thốt nốt nè ha. Đó, rồi còn đây là chè đặc sản nhà Thoa là bánh xếp bà ba. Bà ba bánh xếp. Rồi đây là trôi nước nè cả nhà. Đó, trôi nước ngũ sắc nha cả nhà. Trôi nước ngũ sắc thường thường thì mấy cái ngày ấy người ta hay cúng trôi nước nè cả nhà. Đó. Mà mấy cái này là cả nhà đặt trước thì Thoa mới làm nha, tại vì làm chè rất là cực. Cực lắm.